Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Kiếm Hiệp. Vâng thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay, kênh Truyện Kiếm Hiệp sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tiểu thuyết Cái Thế Kim Đào của tác giả Thượng Quan Định. Phần thứ sáu hồi thứ 19. Thiên Lâm ôn lại chuyện ngày xưa. Bốn người ở trong điện chẳng khi nào ngờ tới địch nhân ẩn mình một bên nhưng bọn họ đều là tay bản lĩnh tuyệt luân. Đỗ Thiên Lâm vọt vào chưa đầy năm thước đã bị bốn người phát giác. Đỗ Thiên Lâm gầm lên một tiếng vung quyền mé tả, còn cách xa năm sáu thước đánh lẹ vào chỗ trọng yếu trước ngực người che mặt. Người che mặt cảm thấy trước ngực như bị đè nặng, trong lúc cấp bách hắn không kịp chuẩn bị, thân hình đột nhiên mềm nhũn tranh trách hạ xuống, nhưng một cách rất ung dung chẳng có vẻ gì là hoảng sợ ngự lực của Đỗ Thiên Lâm đánh vào quán không, bỗng nghe đánh vụ một tiếng, cây nến ở ngoài bốn trượng bị quyền phong quạt tắt. Ai cũng ghê cho ngự lực của chàng khủng khiếp. Kim xà bang chủ giật mình kinh hãi ngẩn người ra một chút. Đỗ Thiên Lâm người đang lơ lửng trên không, vươn cánh tay chụp vào tấm khăn che mặt của bang chủ. Bỗng nghe đánh giọt một tiếng, tấm khăn xanh bị kéo đứt ra bay phấp phới. Đỗ Thiên Lâm chưa kịp nhìn rõ thì kim xà bang chủ đã gầm lên một tiếng, đưa cánh tay mặt lên, một làn khói mù từ lòng bàn tay nhả ra che hết diện mạo hắn đỗ thiên lâm cảm thấy một luồng đại lực tuyệt luân phản kích đem theo luồng gió nóng rát khiến chàng không mở mắt được chàng đành liều mạng đánh một trưởng vào bụng dưới đối phương nhưng hai luồng ngọn lực vừa đụng nhau cánh tay trái chẳng tê trộn đồng thời tay phải nới ra tấm khăn xanh liền bị đối phương đoạt lại đỗ thiên lâm không ngờ trên thế gian này có thứ võ công cao cường như vậy Chàng vận toàn lực không tập đoạt được khăn che mặt rồi lại bị cướp mất. Đối phương dùng đoạn lực đẩy ra luồng khói trắng trái hết diện mạo. Thủy trông chẳng chưa nhìn rõ chân tướng. Mối xúc động lãnh tỉnh trở lại. Phản ứng đầu tiên của chàng là nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Chàng liền xoay mình trên không vọt ra cửa điện. Kim xà bang chủ đoạt được khăn vội chia lên mặt. Hắn vừa vận hết toàn lực tranh đấu lúc này đang thở hồng ngọc. Mắt đi đỗ thiên lâm xoay mình chạy đi cũng không, không ra tay cản trở. Chàng vừa hạ mình xuống toan sông ra ngoài đại điện Thì đột nhiên hai luồng thanh quang như hai sợi dây cung tập kích hai bên Chàng chẳng cần nhìn cũng biết hai kiếm thổ đã phóng kiếm công kích Chàng không dám chống cự một cách kinh suất vội hạ mình xuống đứng vững dưới đất Đồng thời chàng vươn tay nắm lấy miệng lò hương đã nhấc lên để chắn trước ngực Lại nghe hai tiếng chát chát Hai thanh trưởng kiếm chém vào thạch lò Đỗ Thiên Lâm cảm thấy cánh tay chấn động Chàng cúi đầu nhìn xuống cái thạch lò đã bị hai thanh kiếm đập bể đỗ thiên âm bất giác thọn mặt ra tự hỏi trên thế gian sao lại có hạng người vận nội lực vào thanh kiếm nhẹ nhõm mà đập bể được cái lưu hương bằng đá lớn này chàng buông lưu hương xuống đánh binh một tiếng bỗng cảm thấy tinh thần phấn khởi một luồng chân khí trút vào hai bàn tay toan dùng nội lực tối cao đánh tới kiếm thổ mé tả còn ở phía xa thì đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng người hít chân khí rất mạnh tựa hồ hít từ dưới đất đưa lên chàng biết nhiều hiểu rộng nghĩ ngay đến có người công lực nội gia cao thâm khôn lường sắp tập kích khó bể chống chọi tiếng hít chân khí đột nhiên dừng lại đỗ thiên lâm xoay người đẩy về phía sau bỗng mấy tiếng lách cách vang lên một luồng kim quang vọt ra chàng rút đao nghiêng mình vận khí trong chớp nhoáng người chàng theo thế đao xoay đi nửa vòng thì thấy kim xà bang chủ lúc này đã bịt khăn xanh lên mặt hai bàn tay hắn để trước ngực nhưng chưa phát trưởng thế đao của chàng rất mạnh mà không dám tấn công, hoàn toàn giữ thế thổ. Người che mặt thi kim quang tỏa ra bốn phía không khỏi ngẩn người, rồi toàn thân chấn động, chân không tự chủ được lùi lại ba bước. Đỗ Thiên Lâm sửng sốt không hiểu đối phương có dụng ý gì, nhưng đối phương chưa khởi thế công, chàng cũng thu đao lại đứng yên. Trong bóng tối thanh đao phát ra làn hào quang lờ mờ khiến cho bầu không khí đầy vẻ quái dị. Người che mặt bóng trỏ tay vào mặt chàng gầm lên, Người, người Đỗ Thiên Lâm đột nhiên vung kim đào Mặt quay vào đại điện Lưng hướng ra ngoài vọt về phía cửa điện như tên bắn Thân hình chàng vừa tung lên Người trên mặt đã la lớn Đừng để gác bỏ đi Hai kiếm thổ và trình thu tùng Lặng mình nhanh như chớp đến canh giữ cửa điện Ba thanh trưởng kiếm vọt ra luồng thanh quang mở ảo Đỗ Thiên Lâm gầm lên một tiếng Vung tay một cái Trên không dàn dọa ánh vàng Chàng không hiểu dùng đao những công lực cực cao Người chàng bao phủ đạo quang xông ra cửa điện. Chàng cũng biết hy vọng trốn thoát rất mong manh nên liều mạng dùng đao để hộ thân chuẩn bị phá vây chạy. Lúc này hai thanh kiếm giao nhau đột nhiên tụt xuống. Trình Thu Tùng đứng bên cửa điện nhắm người Đỗ Thiên Lâm đột nhiên phóng trường kiếm đâm ra miệng án quát nằm xuống. Đỗ Thiên Lâm người đang chơi vơi trên không thấy song kiếm giao nhau ở phía sau áp lực mé tả thêm phần trầm trọng Thanh kim đao của chàng bị kiểm chế Muốn vung ra tự bảo vệ Nhưng dường như sức lực không theo ý muốn Gặp lúc sinh tử quan đầu Chàng gắng gượng vua đao chống đỡ Đao kiếm động nhau bật lên tiếng trọng rùng rợn Chàng cảm thấy áp lực nhẹ bỗng Hai thanh trường kiếm bị gãy khúc giữa Dư lực của thanh kim đao Chưa hết đập vào thanh trường kiếm Của trình thu tổng đang phóng tới Thanh kiếm này cũng bị gãy ngay Người đỗ thiên lâm sông tới chưa hết đào vọt qua cửa điện hạ xuống trước con thạch sư. Chàng đứng xuống đất rồi trong lòng rất đối ngạc nhiên không ngờ thanh kim đao sắc bén đến thế. Hai kiếm thổ vào trình thu tổng thấy kiếm của mình bị gãy đứng thộn mặt ra đương trưởng. Đỗ Thiên Lâm không dám dừng lại tung mình vọt về phía rừng cây. Nhưng vừa bị chậm lại một chút ở cửa điện, người che mặt đã đuổi tới. Hắn thấy thân hình Đỗ Thiên Lâm lại vọt lên không lướt đi. Trong lòng nóng nảy vô cùng hắn gầm lên một tiếng cũng tung mình lên vọt đi nhanh như quỷ mị thân pháp đỗ thiên lâm tựa hồ nước chảy mây trôi người che mặt thấy chàng đã đến bên khu rừng mà hắn vẫn còn ở cách quãng ngoài một trượng người hắn đột nhiên dừng lại hạ xuống đất một hồi tiếng hú lanh lảnh vang lên người bịt mặt co ngón tay lại nhắm sau lưng đỗ thiên lâm từ từ đẩy ra đỗ thiên lâm người còn ở trên không bỗng nghe tiếng hú bất giác dừng lại chàng biết mình tới số không trốn thoát được nữa cảm thấy trong lòng trống rỗng tay chàng đã sắp động cành cây nhưng tự biết có chạy thêm ngoài năm trận cũng chẳng thoát chết trừ phi có kỳ tích hiển hiện cản trở cuộc phát động của đối phương đột nhiên một tia sáng lóe trong đầu óc chàng gầm đến một tiếng tay phải cầm trường đao phóng ra một luồng cường kình ở lưỡi đao chém vào cành cây mé hữu nhưng tiếng rào rào nhỏ nhẹ vang lên tiếp theo một làn mù trắng ràn rụa đầy trời trong lúc chớp nhoáng này đỗ thiên đâm đã dùng đao đâm rách quấy giấy trắng của trình thu tùng treo trên cành cây lúc trước Đỗ Thiên Lâm hít một hơi chân khí, cất bước lướt qua làn mổ trắng. Lạ ở chỗ làn mồ này vừa bay trên không vừa nổ tan ra. Chỉ trong trước mắt thành một vùng mù dày đặc. Trong vòng hai thước giữa bàn tay không trông rõ ngón, Đỗ Thiên Lâm chẳng hiểu làn mồ trắng có độc hay không. Chàng hít một hơi chân khí, chân chàng không ngớt chạy về phía trước. Giữa lúc ấy bỗng nghe văng vẳng phía sau có tiếng rên ư ở mà không nhận được do người nào phát ra. Chàng chạy chừng một dặm mới dừng bước, liền cảm thấy toàn thân thoải mái nhưng áo quần ướt đẫm mồ hôi qua cơn chết hột đầu óc chẳng bâng khuâng vô hạn đầy trời mây kéo đen nghịt trăng sao lu mở gió dữ nổi lên mặt đất mỗi lúc một tối om đỗ thiên lâm bước lẹ trên đường quan đạo ngẩng mặt trông chiều trời nghĩ thầm trong bụng xem chừng sắp xảy trận mưa lớn chạy từ đây về tới chùa ít ra còn mất khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm mong sao trận mưa chậm lại một chút không thể ướt hết đồng thời vu công tử chưa chắc có đến tương hội được chàng gia tăng cước bộ thân hình như sợi dây đen vọt đi bỗng chàng cảm thấy trên mặt mát rượi những giọt mưa đã bắt đầu rơi xuống tòa miếu vũ đã ngó thấy ở phía xa xa đỗ thiên lâm vọt mình đi như tên bắn chỉ hai cái nhô lên hộp xuống đã tới cửa chùa chàng phỏng tính thời gian còn chừng nửa giờ mới đến lúc ước khỏi chắc vu công tử chưa tới lúc này gió mạnh hơn trận mưa lớn đổ xuống Đỗ Thiên Lâm chạy đến cổng chùa giơ tay lên đẩy cánh cổng liền mở ra. Chàng bước qua cổng thấy còn cách chính điện chừng vài trượng, trời tối quá không nhìn ra xa được, chàng từ từ đi tới chính điện, cửa điện đã mở sẵn, chàng bước ngay vào. Đỗ Thiên Lâm vừa vào tới đại điện thì trời đổ mưa sầm sập mỗi lúc một lớn, gió không ngớt tát vào đại điện. Đỗ Thiên Lâm đứng yên một lúc buồn quá, chàng vận mục lực nhìn quanh kiếm được bộ đoàn liền ngồi tựa vào án đầu óc chàng rất phân vân trong bụng nôn nao chẳng hiểu vì chuyện gì chàng muốn yên tĩnh lại cũng không được bất giác tự hỏi không hiểu sao bữa nay ta cảm thấy trong lòng sao xiến chẳng lẽ đây là triệu chứng sắp có chuyện gì bất chắc những làn sóng tư tưởng nổi lên hình ảnh mấy cuộc tao ngộ dần dần diễn ra nào cái bang chủ trùng hiện ra hổ nào hành tung kim xà bang chủ làm cho người ta kinh hãi nghe giọng lưỡi nhân vật tự xưng là bang chủ cái bang dường như đã đoán ra lai lịch bang kim xả đáng tiếc nó chưa hay người che mặt bằng tấm khăn xanh lại chính là kim xả bang chủ chàng ẩn trong bóng tối phát giác ra vụ này là điều vận hành chàng chỉ còn ân hận đã lột được tấm khăn che mặt mà chưa nhìn rõ chân tướng đối phương người che mặt phóng trưởng phát ra khói mù công lực hắn cao thâm khôn lường chàng lại nghĩ tới lúc tối hậu lợi dụng gói bột trắng của bọn họ bố trí mới thoát thân được nhưng thủy trung chẳng không hiểu gói phấn độc kia vì ai mà họ treo lên đó chàng nghĩ hỏi lâu vẫn không tìm ra đáp án nhưng nghe những danh từ mà người che mặt nhắc tới thì dĩ nhiên hắn cũng liên quan đến vụ này đối thị nông nghĩ tới đây bất giác chống ngực đánh thình thịch huyết mạch chạy dần dần không sao kiểm chế được bỗng chàng phảng phất nhớ tới một căn tiểu nông xá lập gian trong nhà có một cha giả có một con nhỏ Diện mạo đứa con nhỏ bây giờ tựa hồ hiện ra lổ lộ ngay trước mắt. Thỏa thơ ấu của chàng không bao giờ chẳng quên được. Hàng ngày phụ thân chàng từ lúc mặt trời mọc đã bắt đầu làm lụng. Mặt trời lặn mới nghỉ, chàng cũng theo phụ thân đi đồng áng bạn với gió mắt mây trôi. Một hôm đại ca chàng về nhà, đại ca lối ngoài 30 tuổi, thân thể khôi ngô mặt mũi sáng sủa đầy vẻ thành thật chất phác. Phụ thân ngó thấy mừng quá không nói nên lời đại ca vừa về tới phụ thân liền ngừng công việc hai người vào phòng đóng cửa lại nói chuyện hàng giờ mới mở cửa trở ra chàng ở ngoài đồng chơi đùa đã chán chê lúc ngó thấy phụ thân đi ra vẻ mặt hai người có điều cổ quái đại ca cúi xuống chăm chú ngó chàng trông khóe mắt y long lanh cơ hồ sắp nhỏ xuống những hạt lệ tròn trong như ngọc chàng không hiểu tại sao đứng ngẩn người ra hết nhìn phụ thân lại nhìn đại ca đại ca từ từ ngẩng đầu lên quay lại nhìn phụ thân nói phụ thân Hải Nhi đi đây. Phụ thân mặt buồn rời rượi gật đầu không nói câu nào. Lão giơ cánh tay run run lên trở về phương Tây. Lúc đó mặt trời sắp lặn, hồng quang đỏ trói xoay vùng khoáng dã. Màu lục biến thành màu hoàng kim rực rỡ, áo xám của phụ thân cũng tựa hồ rắc phấn vàng. Đại ca cất tiếng run run nói, phụ thân chuyến này Hải Nhi chẳng có phần nào tin tưởng. Phổ thân trầm mặc, đại ca thở dài nói tiếp cặp mắt họ lưu hải như nhận ra một lực lượng không thể kháng cự vạn nhất vạn nhất vạn nhất thì phụ thân cùng tiểu đệ làm sao phụ thân mím môi nói dần từng tiếng phương nhi ngươi không thể thua được đại ca lắc đầu uể oải nói phụ thân phụ thân nên đem tiểu đệ đi kiếm bạch láo bá phụ thân thay đổi sắc mặt mấy lần rồi đáp như vậy cũng hay đại ca lộ vẻ hoan hỉ phụ thân thở phào một cái nói phương nhi người đang nghĩ đến chuyện thắng lợi đại ca sáng mắt lên gật đầu đáp phổ thân vậy hài nhi đi thôi y chở gót cất bước ra đi đột nhiên một tiếng hú dài vọng lại thanh âm rất đối thiên lương vạch trên không gian tựa hồ bình điện nổi âm phong tiếng hú này chàng chưa từng nghe qua phổ thân biến sắc đại ca đang đi tựa hồ bị đánh một côn đột nhiên dừng lại tiếng hú lần thứ hai vang lên cách chừng một tầm tên ba bóng đen di chuyển rất nhanh trên vùng thoáng giá Đại ca từ từ xoay mình lại, nét mặt thuần hậu của y lộ vẻ nóng này. Cất bước về chỗ cố, phụ thân đến giác chàng lúc này bóng ba người kia đã tới gần. Ba người kia hình thù cổ quái, mình mặc áo bào đỏ trùm từ đầu xuống gót chân, tấm áo rất lớn quay tựa hồ cái bao tải. Ba người kia mặt đỏ như máu đầy vẻ hung dữ, chàng thấy trong lòng khó chịu bật tiếng khóc ròng bỗng nghe tiếng người quát hỏi. Sao định chạy trốn trăng? Càng dương mắt nhìn đại ca, đại ca đứng ở mé hữu phía trước phổ thân mỉm cười hỏi lại. Người chúng ta có phải là hạng người như vậy chăng? Hồng bào nhân cười khành khạch đáp. Hả hả hả. Bọn thầy hạ không dám phiền đại giá tự tìm đến đây để cùng các hạ thanh toán món nợ đó để các hạ khỏi mất công đi. Đại ca hỏi. Chúng ta đã ước định tới đâu thì tới đó hà tất đột nhiên thay đổi. Hồng bào nhân chỉ cười lạt mà không đáp. Đại ca ngẫm nghĩ rồi tiếp. Ta nói vậy thì nói thôi chứ chẳng có ý gì, ngươi đi kêu họ lưu tới đây. Hồng bảo nhân cởi đáp, y cũng sắp đến. Tuy hắn nói với đại ca, mà cả mắt không ngớt chiếu ra những tia hàn quang nhìn phổ thân cùng người chàng. Đại ca đột nhiên biến sắc bước lên một bước khỏi, ý kiến của họ lưu thế nào. Cả ba hồng bảo nhân đều cởi lạt đáp, bọn ta vâng lệnh giữ ngươi và cả người nhà ngươi lại. Đại ca mặt đỏ lên, chàng cũng biết đại ca rất khẩn trương, y không nói gì nữa đột nhiên nhảy vọt lên cao bằng nóc nhà đảo mắt nhìn bốn phía chàng rất lấy làm thú vị không khóc nữa đại ca hạ mình xuống đất rồi vẻ nôn nóng lộ ra ngoài mặt từ từ mở cái bọc trên lưng lấy ra một thanh trưởng đao mấy người mặc áo hồng bào lạnh lùng nhìn đại ca đại ca tiến lên một bước bỗng khắp nơi lóe ánh hàn quang ba người mặc áo hồng bào đứng cách không đầy một trượng cũng bị hàn quang che lấp màu hồng tươi không nhìn thấy nữa ánh hàn quang chỉ lóe lên một cái rồi tắt ngấm Ba người mặc hồng bào đã lan ra không nhúc nhích. Đại ca ôm trưởng đao quay lại vội nói. Phụ thân tên họ lưu thổ đoạn rất tàn độc. Thám ra được tình trạng chúng ta rồi. Hắn sắp tới đây vì mục đích ra hại phụ thân và tiểu đệ. Vậy hành nhi chạy về phía đông nam để dẫn dụ bọn trống. Nhưng phụ thân phải dẫn tiểu đệ đi ngay. Phụ thân gật đầu. Đại ca lại cúi xuống lần cái bọc một lúc. Lấy ra cái túi vải hình đài. Túi này dùng vải trắng dày quấn lại. Không hiểu là cái gì. Đại ca đưa cái túi vải cho phổ thân nói. Phổ thân đi nhanh lên. Phổ thân ôm cái gói vải đột nhiên ngửa mặt lên trời thở dài rồi xoay mình đưa chàng đi. Đại ca đứng đó ngó phổ thân cùng chàng một lúc rồi cũng trở gót chạy về phía đông nam. Đại ca đi rồi chàng không nhịn được toan na gọi nhưng chưa bật lên tiếng thì đã mất hết trí giác. Khi chàng tỉnh lại thì mình nằm ở nhà sư phổ. Chàng không thấy phổ thân đâu liền hỏi sư phổ. Nhưng sư phụ giận mặt nên không đáp. Chàng hỏi mười lần không có hiệu quả rồi thôi không hỏi nữa. Sư phụ bắt đầu dạy chàng luyện nội công, chàng dần dần hiểu ý nghĩ về chuyện học tập. Sư phụ ít khi nói chuyện với chàng, nuôi thành tính nết chậm mặc quả ngôn. Mười mấy năm qua chàng hiểu sự đời mới bắt đầu hoài nghi mối tình cảm của sư phụ đối với mình. Khi chàng mười tám tuổi, sư phụ dạy chàng muôn nhất chỉ thiền công, chàng mới phát giác tình yêu của sư phụ rất thấm thiết. Năm ấy khi chàng vận chân khí vào cánh tay mặt thủy trung không đưa tới được đầu ngón tay giữa. Một hôm chàng cố sức để khí nhưng chân khí tập trung chưa thuần thục Phân tán cả ra năm đầu ngón tay, lập tức cánh tay chàng tê dại. Tuy chàng đau đớn muốn ngất xỉu mà Thủy chung không nói cho sư phụ hay. Cứ ngồi phía sau tảng đá núi âm thầm chẳng biết làm gì. Đột nhiên sư phụ buông tiếng thở dài từ phía sau đi tới nói. Hai tử ta đứng đằng sau ngươi suốt một ngày rồi đoạn chàng cảm thấy một luồng khí nhu hòa trút vào trong người hấp dẫn luồng chân khí lưu tán khiến toàn thân chàng nhẹ bổng luồng chân khí đi vào chính đạo rồi chàng ngủ đi khi chàng tỉnh lại sư phụ ngồi xếp bằng trên giường mặt lộ vẻ cực kỳ mỏi mệt chàng ngấm ngầm kinh hãi từ từ thử vận chân khí thì đột nhiên chân khí sông lên đến tam quan qua huyệt kiên tỉnh đi vào ngón tay chàng không nhịn được reo lên một tiếng sau chàng ý thức ra sư phụ đã nhân lúc chàng ngủ say chút chân lực vào người chàng nên óc biến thành suy nhược như vậy. Chàng liền nghĩ tới mấy mấy năm nay sư phụ đã dạy công bởi đắp mà lòng thổn thức. Giữa lúc ấy sư phụ mở bừng mắt một quang hai người nhìn nhau trái tim hai người đã hợp một. Đêm hôm ấy sư phụ nói nhiều lắm. Lão cảm khái cục diện võ lâm hiện nay chàng liền hỏi tới công lực của sư phụ đến trình độ nào đối với thiên hạ. Sư phụ suy nghĩ hồi lâu rồi thủng thẳng đáp. Trong võ lâm vẫn suy tôn hôi y lăng cốt công phu của hôi y lăng cốt tiên sinh đẳng toàn đã đến trình độ lục địa thần tiên nhưng hôi y lăng cốt là ai đến nay chưa người nào biết rõ ngoài ra còn quách sĩ ngang ở trường bạch huyết ma ở miêu cương đều là tôn chủ hùng cứ một phương nghe nói công lực đều thâm hậu lắm nhưng chưa có phương pháp nào ước lượng tuyệt đối sư phụ đã giao thủ với họ biết là công lực họ không kém ai ít ra cũng đứng vào nhân vật hạng nhất võ lâm Chàng nhìn thấy sư phụ nét mặt tươi lên liền biết cuộc đấu giữa quần hồng lão vẫn chưa quên. Chàng muốn truy vấn sư phụ từng đấu với ai thì lão nói danh tự khô diệp thiền sư. Chàng lại hỏi cuộc chiến đó ai thắng ai bại sư phụ hững hở đáp. Trên 300 chiêu ta phát huy toàn thân công lực mà đối với khô diệp thiền sư vẫn chỉ kể là chuyện lĩnh giáo. Chứ thủy chung ta vẫn chưa phát chiêu tối hậu. Chàng không nhịn được giao lên sư phụ. Sư phụ chiếm được thượng phong phải không? Sư phụ lạnh lùng đáp. Thiền sư phát huy khô diệp thần công Thấy ta ở ngoài năm trưởng vẫn chưa bị thương Liền chắp tay thi lễ chẳng nói năng gì bỏ đi ngay Ta cảm thấy huyết mạch lưu thông không được khoan khoái Phải điều tức một lúc mới khôi phục lại như thường Chàng kinh hãi lại hỏi Sư phụ còn chưa tối hậu chưa thi triển là công phu gì Sư phụ lấp loáng ánh thần quang nhìn ra phía xa lạnh lùng đáp Ngươi không biết ư đó là nhất chỉ thiền công Chàng giật mình kinh hãi Sư phụ cất cao giọng thổng thẳng nói tiếp công lực của ngươi hiện giờ nếu phát huy đến độ chót thì đối phương vào hạng lang cốt hôi y vị tất đã đổ sức đánh lại sư phụ nói chắc như đinh đóng cột chàng vừa kinh hãi vừa phấn khởi nhưng không tin cho lắm sư phụ lại nói hai tử ngươi có điều chưa hiểu vì ngươi đủ thiên tư đặc biệt nên mới mấy mấy năm đã thành đạt đến trình độ tối cao kết quả thu lượm được lại không lộ vết tích kẻ khác mà luyện được nhất chỉ thiền công đến trình độ này phải ba mươi năm chàng nghe nói trợn mắt há miệng không thốt nên lời ngày chàng rời sư phụ lão chỉ dặn một câu hai tử thân thế ngươi có duyên với ta ta biết ngươi còn nhiều nghi vấn mà ta không thể cho ngươi hay được chờ khi ngươi về đây lần thứ hai nếu vẫn chưa rõ ta sẽ nói hết sư phụ nói bằng vẻ mặt nghiêm nghị chàng biết có hỏi cũng bằng vô dụng liền ôm mối hỏi nghi ra đi trước khi lên đường sư phụ đưa cho chàng cái bọc vải trắng Chàng nhớ phản phất chính là cái bọc mà năm trước đại ca chàng lúc lâm tẩu đã giao cho phụ thân. Trong bọc đựng gì chàng vẫn không hay, bọc vải còn đây nhưng đại ca cũng thân phụ chẳng thấy tâm hơi. Chàng nhìn cái bọc vải trong lòng đo xót, dòng trâu lã trả khôn cẩm. Chàng đeo bọc vải lên lưng, nguyên trong bọc vải đựng thanh kim đao. Bao nhiêu diễn biến tựa hồ đều có liên quan mật thiết với thanh kim đao này. Đáng tiếc chàng giữ bảo vật mà chưa hiểu cứu cánh không chừng biết được cứu cánh là có chỗ tìm ra tin tức của đại ca chàng buông tiếng thở dài tự nhổ hỡi ơi sư phụ bảo ta bước đầu là kiếm đại ca nhưng đại ca còn sống hay chết ta đâu có biết chỉ còn một đầu dây là ngày trước đại ca ta có mối liên quan với họ lưu bọn thủ hạ của họ lưu mặc áo hồng bào cổ quái đỏ tươi bằng một chút đầu dây này mà đi tìm kiếm đại ca thì hy vọng mong manh quá nhất là chàng vừa bước chân vào chốn giang hồ đã chạm phải bao nhiêu sự vật mà chỗ nào cũng có mối liên quan đến kim xả bang nhất là kim xả bang chỗ còn nói ra danh tử đỗ nhâm tả vụ này dù chẳng ăn nhập vào đâu nhưng cũng kể là một chút đầu mối chuyện ngẫu nhiên là chàng mới ra đẩy liền gặp lăng cốt tiên sinh công lực lão quả đến trình độ kinh thế hãi tộc dưới chiêu liên hoàn trưởng phong của lão chẳng cơ hồ không còn sức phản kích sau cùng chàng đánh nhiều phát chiêu nhất chỉ tiền công thì quả nhiên đường toàn phải thua thiệt một chút hồi thứ hai mươi trong cổ tự cao nhân đấu lý. Sau chàng lại chạm trán trường câu thủ vu công tử, gã lại làm môn hạ khô diệp thiền sư, điểm này khiến chàng kinh hãi. Đáng tiếc sư phụ chàng chỉ đề cập tới danh hiệu khô diệp thiền sư mà chưa nói tới lai lịch của lão. Cứ coi đổ đại là vu công tử cũng đủ biết bản lĩnh thiền sư không phải tầm thường. Nhớ tới vu công tử, chàng liên tưởng ngay đến cuộc ước khỏi với gã hôm nay liền trở về hiện tại. Ngoài cửa chùa trời vẫn mưa rào không ngớt, đối thiên lâm nhẹm buông tiếng thở dài, chắc đến tám phần mười là chuyến đi này uổng công trong chùa tối quá giơ bàn tay không trông rõ ngón lại lâu ngày không người chiếu cố mùi hôi hám bốc lên khiến tâm hồn không được thư thái đỗ thiên nông ngẩn ngơ hỏi lâu sau không nhẫn nại được ngứa toan đứng dậy đi quanh chỗ đỡ buồn thì đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân vọng vào và nghe rõ là hai người đỗ thiên nông giật mình kinh ngại tự hỏi không hiểu ai mà giữa lúc đêm khuya mưa gió còn đến nơi hoang vắng này Chàng liền ẩn vào phía sau pho tượng lớn, cánh cửa kẹt mở hai người một trước một sau tiến vào, thanh âm khàn khàn của lão già cất lên, tốt quá, tiếng người khác nói, chắc là gã chưa đến. Câu này lọt vào tai Đỗ Thiên Long khiến chàng chấn động tâm thần, vì chàng nhận ra chính là thanh âm của Vu công tử Chàng lẩm bẩm. Không ngờ Vu công tử vẫn đến phó hội, không hiểu gã đi với người nữa là ai. Đại khái lão này đã tuổi già mà ta không nhìn rõ được, tái ẩn mình lúc nữa để coi xem ai vô công tử lại lên tiếng trời mưa lớn thế này chẳng hiểu các họ đỗ có đến không lão già hỏi vụ này khó biết nắm ngươi hẹn ý đến đây vào giờ nào vô công tử đáp vào khoảng canh hai đại khái bây giờ sắp tới rồi lão già ậm ừ không nói gì nữa trong đại điện trầm lặng hồi lâu thanh âm khàn khàn của lão già bỗng cất lên hỏi ngôi chùa này có vẻ man dợ dạ. vô công tử ngạc nhiên hỏi lão nhân gian nói vậy là nghĩa làm sao thanh âm khàn khàn đọc Thử khứ Tây Phương nhất nổ bạch cốt Tái nai hồng trần mãn nhãn tiên huyết Hai câu này tỏ ra man dợ khủng khiếp Vua công tử ủa lên một tiếng Đỗ Thiên Lâm giật mình kinh hãi tự hỏi Chẳng lẽ trong bóng tối đen lão già này cũng trông rõ câu đối trên tưởng Ta gần hơn lão mà không nhận ra Miễn cưỡng trông thấy mấy chữ Vậy công lực lão thật là ghê gớm Thanh âm vua công tử lại cất lên Hai câu này dường như có vẻ quá khích Gã vừa dứt lời thì vù một tiếng hỏa quang sáng lên, chắc cả đã bật hỏa táp lên. Ngọn lửa lay động trong bóng tối lại càng sáng sủa. Đỗ Thiên Lâm kinh hãi vội nhích người vào chỗ kín đáo hơn, đồng thời đảo mắt nhìn ra ngoài. Chàng thấy vua công tử mặc áo xanh xoay lưng về phía mình che khuất thị tuyến của chàng, nên chàng không trông gió lão giả. Vua công tử lại nói, bây giờ ngồi không buồn quá, chẳng hiểu con khúc nến giả nào để thắp lên không. Gã nói rồi đến gần bản thờ tìm kiếm, Bây giờ Đỗ Thiên Lâm mới nhìn rõ thì lão già kia là một nhà sư lớn tuổi. Nhà sư thân hình khô đét ốm nhom, mặc áo cả sa màu vàng vọt. Nếu vừa rồi lão không đọc câu đối thì mục lực của Đỗ Thiên Lâm cũng không nhận ra được nội lực của lão thâm hậu. Trong lòng kinh hãi chẳng thầm nghĩ. Không hiểu nhà sư này lai lịch thế nào mà hỗn nguyên không lộ ngấn tích. Sư phụ ta thường nói ai luyện được đến trình độ này mới đúng là cao nhân kỳ sĩ vu công tử đã kiếm được ngọn nến cháy dở thắp lên trong đại điện tràn ngập làn ánh sáng vàng kẻ. Nhà sư khô đét đảo mắt nhìn quanh rồi nói, Người hãy quay tấm bức khoảnh kia, đối thiên đông ngó theo một quang lão thấy tấm biển treo ngang viết hai hàng chữ, sàn nãi ma chi thủy, tham tức ma chi xin. Vua công tử lấy làm kỳ hỏi, chùa cổ này dường như chẳng phải miếu vũ thông thường, chữ nghĩa rất sâu xa nhưng sao lại không giống phong vị của bậc xuất gia nhà sư già mỉm cười ngắt lời phong vị này mới thích hợp với kẻ tu hành vua công tử ủa một tiếng nhà sư nói tiếp kẻ tu hành nghiên cứu phật học mà lại phát ra bằng hành động là mất hết pháp độ ý nghĩ của phật học là không còn thái độ về hành động của mình hành động vì mình là đi tới chỗ thâm sâu lão nhìn lại đôi câu đối nói tiếp nhân vật trụ trì ngôi chùa cổ này đã giác ngộ phật học sâu xa nhưng trong chữ nghĩa còn có mùi sát phạt Dường như lòng sân chưa trừ hết Nên có câu sân nãi ma chi thủy Vì thế Lão Tăng nhận ra rất thích hợp với kẻ tu hành Vu công tử gật đầu đáp Sư phụ Lão nhân gia thuyết minh đạo lý nhà Phật Về phương diện này đệ tử hay còn ngu muội Nhà sư già mỉm cười không nói nữa Đỗ Thiên Âm nghe gã hô nhà sư bằng sư phụ suýt nữa bật tiếng la chẳng tự hỏi. Kéo ra lão này chính là khô Diệp thiền sư. Vụ này ai mà tiên liệu được Vua công tử tìm sư phụ đến phó ước với ta là có dụng ý gì Đỗ Thiên Âm nhớ lại chuyện sư phụ đã giao thổ với khô diệp thiền sư chẳng tự nhủ Hành động của ta lúc này không phải dễ dàng Nếu ta tự nhiên xuất hiện tất họ sinh lòng ngỡ vực Bằng cứ ẩn nấp không ra thì vua công tử lại cho mình thất ước Cũng chẳng tốt đẹp gì Bỗng nghe khô diệp thiền sư hỏi Thủy Trung ngươi chưa mò ra thân phận gỡ họ đỗ thì làm sao lại nắm chắc như vậy? Vua công tử đáp. Đỗ Thiên Lâm công lực rất thâm hậu, đệ tử biết một vị thiết tâm thư sinh dưới trường đại kỷ bang trổ Luồng lực đạo nội gia của y theo phái Nam Hải rất bền bỉ, trường lực của y rất hùng hậu và hàng số nhất số nhỉ ở Giang Nam. Thế mà y đối trưởng với Đỗ Thiên Lâm tại Thiên Nam Thành, bị gã làm cho khí huyết nhộn nhạo, nguyên một điểm này đệ tử chưa chắc đã làm nổi. Khô Diệp Thiền Sư ủa một tiếng hỏi, người có biết vũ học của y thuộc đường lối nào không? Vô công tử lắc đầu đáp. Vì gã chưa xuất trưởng ở trước mặt đệ tử nên không hiểu rõ Nhưng kiến thức gã rất sâu rộng Đệ tử ở trong nhà đại sảnh cùng người vọt nên không đấu khí Gã không nhận được tiếng hú của quách gia ở trường bạch phát gia Căn cứ vào điểm này cũng đủ biết lai lịch của gã không phải tầm thường khô Diệp Thiền Sư dặn hắn một tiếng hỏi Điều trọng yếu nhất là Đỗ Thiên Lâm đem theo kim đao Ngươi có chắc không? vô Công Tử thở giải đáp Kim đao gã đeo trên chiếc trong lưng Chính mắt đệ tử ngó thấy đệ tử thủy trung không hiểu tại sao sư phụ nghe đến thanh kim đao lại biến sắc và bảo đệ tử dẫn đường cùng đi phó ước khô diệp thiền sư từ từ nhắm mắt lại trầm giọng nói việc này rất quan hệ đối với ta về sự việc xảy ra hai chục năm trước những người chưa hiểu thì lát nữa gã họ đỗ tới đây cứ nghe ta đối thoại với gã là biết rõ vua công tử thấy sư phụ thần sắc nghiêm trọng không dám hỏi nữa đỗ thiên lâm sửng suốt nghĩ thầm khô diệp thiền sư cũng chú ý đến cái bọc kim đao này ngày trước đại ca giao cho ta nếu là khí giấy của đại ca sao y không giữ lấy bằng nó có mối liên quan với kim xả băng, miêu cưng huyết ma và cả khô diệp thiền sư thì nguyên một thanh kim đao này làm cho lão chấn động là một điểm bí mật khó lòng đoán ra được giữa lúc ấy chẳng nghe thanh ông của vua công tử lộ vẻ khẩn trương cất lên hỏi sư phụ ngày trước khôi y lăng cốt đã nói đến chuyện cái thế kim đao chẳng lẽ thanh kim đao này có liên quan gì tới nhân vật đó Đỗ Thiên Lâm chấn động tâm thần tự hỏi. Sư phụ chỉ nhắc tới tiên hôi y lăng cốt, không ngờ còn thêm vào một vị cái thế kim đao. Chẳng lẽ trong vụ này có mối liên quan? Chàng để hết tinh thần nghe câu trả lời của khô diệp thiền sư. Nhưng lão lại lặng lặng không lên tiếng, sau một lúc lão mới hạ thấp giọng xuống đáp. Trong võ lâm, tĩnh cực thì đến động, nếu thanh kim đao đó lại xuất hiện, thì chỉ trong vòng 3-4 tháng những cao nhân hai miền Nam Bắc sẽ toàn bộ ra mặt ở Trung Nguyên, do đó lạnh nổi trưởng phong ba không biết khốc liệt đến trình độ nào. Vua công tử dường như chưa hiểu ý tứ câu nói của khô diệp thiền sư gã lại hỏi. Cái thế kim đao là nhân vật thế nào? Khô diệp thiền sư lặng lặng dường như không muốn nói nhiều. Khiến đô thiên lâm vô cùng thất vọng. Lúc ấy trong đại điện yên lặng như tờ, ngọn nến nhỏ xíu ánh sáng thảm đạm càng tăng thêm vẻ âm thầm bí ẩn. Bên ngoài trời vẫn mưa to chưa ngớt, những tiếng rào rào đổ xuống mái ngói đột nhiên khô diệp thiền sư cho mày tay trái từ từ vươn ra khép quạt một cái cho ngọn nến tắt đi vua công tử và đỗ thiên lâm sửng sốt đỗ thiên lâm càng kinh hãi hơn vì chỗ khô diệp thiền sư ngồi cách sang ngọn nến đến trượng dưới mà nội lực kiềm chế được như ngồi bên cạnh vậy môn nội gia công lực của lão đã đến trình độ phi thường chàng còn không hiểu cử động của nhà sư còn có dụng ý gì vua công tử khẽ bật lên tiếng la ô hay khô diệp thiền sư chẹn họng ngồi yên có người tới đỗ thiên lâm khen thầm tai mắt áo này linh mẫn thật sao chừng ngờ khác quả những có tiếng bước chân nhỏ nhẹ đi vào cửa miếu Khô diệp thiền sư hỏi rất khẽ có phải đỗ thiên lâm không vua công tử cũng hạ thấp giọng xuống đáp đệ tử chưa phân biệt được cho lát nữa hắn vào đây gã chưa dứt này bỗng nghe tiếng kẹt cửa đỗ thiên lâm ở trong bóng tối bất giác cả kinh thất sắc vì trong trước mắt tiếng bước chân nghe rất nhỏ ít ra còn cách mười mấy trượng mà thoáng cái cánh cửa đã có người đẩy ra thì người này cứ trình thật lẹ hơn bay Hô diệp thiền sư dường như cũng kinh hãi vô cùng lao khẽ la lên xúc địa thành thốn cánh cửa khép lại người kia đã vào tới đại điện tiếng bất chân vang lên rồi dừng lại trong đại điện yên lặng như tờ bỗng nghe tiếng cười khỉ chắc là do người đến mới phát ra tiếp theo y lẩm bẩm đọc khẩu thứ tây phương nhất lộ bạch cốt tái hồi hồng trần mãn nhãn tiền huyết khẩu khí lớn quá nhỉ đỗ thiên âm nghĩ thầm bữa nay quả là gặp ma trong chùa cổ này được hai vị cao nhân tuyệt đỉnh chiếu cố nhân vật này trong bóng tối cũng nhìn rõ chữ câu đối mục lực của họ như vậy thì nội lực tất cũng hơn mình người mới đến dừng lại một chút rồi hỏi lão tăng qua đường vào đây tránh mưa vị thí chủ nào đã vào trước một bước lão tăng không hay mong thí chủ lượng thứ trong bóng tối mà lão phát giác ra có người ẩn mình khiến đỗ thiên lâm biết là cao nhân tuyệt đại nhưng chàng không ngờ lại là một nhà sư nhà sư đến sau dứt lời trong bóng tối vẫn yên lặng một lúc mới có thanh âm khản khản cất lên thiện tai thiện tai lão tăng không dám dường như nhà sư tới sau cũng không ngờ người ngồi trong điện lại là tăng nhân lão cho là nhà sư trụ trì ở đây liền cất tiếng hỏi phải chăng đại sư là phương trượng bản tự khô diệt thiền sư đáp lão tăng cũng đi đường qua đây thấy có chùa liền vào ván cảnh vua công tử lúc này đã móc túi lấy hỏa tập đốt lên ánh nở bập bùng Hai bên nhìn rõ mặt nhau nhưng là người lại chưa từng quen biết. Đỗ Thiên Âm giật mình kinh hãi vì người đến sau mặc áo tăng bào màu cho và chính là nhà sư chủ Thiếu Lâm bữa trước đã đối diện với Đường Toàn. Nhưng chàng không biết nhà sư Thiếu Lâm này là không minh đại sư trưởng môn phái Thiếu Lâm. Đỗ Thiên Lâm đã có ấn tượng sâu xa về lão tăng này. Chàng nhớ tới ngày trước nó đối lập với lang cốt tiên sinh khí độ không phải tầm thường. Nhưng chàng không ngờ công lực lão lại cao thâm đến thế Chắc là ngày ấy lão còn quý kỵ vì có bốn nhà sư bị hãm trong trận Không thì lão đã động thổ chiến đấu với đường toàn rồi Lão Tăng liếc mắt ngó khô diệp thiền sư Lại đảo nhìn vua công tử vẻ mặt lão rất thản nhiên Khô diệp thiền sư vừa thấy lão Tăng thi triển môn xúc địa thành thốn là môn tuyệt thế thần công lại mục lực hơn người liền biết ngay vị cao tăng này là một tay đại kình địch trong đời mình. Nhưng ngoài mặt nó vẫn bình tĩnh thổng thẳng đáp. Vừa rồi đạo huynh nói câu đó Lão Tăng không dám đồng ý một cách cẩu thả Lão Tăng tự hồ chưa hiểu khô diệp thiền sư nói câu này Trỏ vào câu nào có dụng ý gì Lão lộ vẻ bâng khuâng Khô diệp thiền sư mỉm cười hỏi Dường như đạo huynh không đồng ý với Lão Tăng về câu đối này Lão Tăng sững sốt trầm ngâm một chút rồi hỏi Ngươi cửa Phật Sao lại nói đến xương trắng máu tươi Khô diệp thiền sư cười ha hả, hả hỏi lại Nhưng đạo huynh ngó thấy biển đề sân tức ma chi thủy tham mãi ma chi sinh chưa lão hòa thượng mỉm cười đáp hữu sân vô sân đức phật không kể đến tâm không hướng về phật thì có nghiên cứu phật kinh cả ngàn năm cũng không ích gì đạo lý rất giản dị khô diệp thiền sư nghe rồi biến sắc cười lạt nói đạo huynh giáo huấn lão tăng rồi lão hòa thượng cởi mắt đáp không dám lão tăng đối với câu thử khứ tây phương bất nổ bạch cốt tái hồi hồng trần mãn nhãn tiền huyết chẳng có chỗ nào tán thành nên cảm thấy người viết hai câu đó dường như có ý tự đại. Khô Diệp Thiền Sư vẫn cười lặt, lão hòa thượng tự hồ như ngó thấy thổng thẳng nói tiếp. Nên biết trừ khử tâm ma là đến được chỗ tối cao, muốn nhảy lên cõi cực lạc phải trừ hết chứng ngại tâm ma. Nhưng từ cổ trí kim phòng đã mấy người thực sự tới chỗ đó, họ còn nói nhất nộ bạch cốt là trở về tâm ma, trừ ma chưa hết, linh hồn khó bề yên tĩnh không hiểu ý đạo huynh nghĩ sao khô diệp thiền sư thở vào một cái đáp nội lực của đại sư thâm hậu đến thế tất là con người có mặt mũi sao lại không dám nói rõ gốc ngọn lão hòa thượng hắng giọng đáp lão tăng thấy đạo huynh mặc áo cả xa đã cảm giác mấy phần thân thiết không ngờ đạo huynh lại động sân niệm làm cho lão tăng lạnh cả hàm răng khô diệp thiền sư không nói gì bung lùi lại ba bước liền cặp mắt nhìn chằm chặp vào mặt nó hòa thượng tay mặt từ từ đưa lên tay trái phóng trưởng ra chiêu thức này rất hiểm ác hoàn toàn là pháp môn chính tông lão hòa thượng mặt lạnh như tiền nghiêng mình đi nửa bước áo tăng bào rung lên phành phạch tỏ ra mấy phần hốt hoảng lúc này đỗ thiên lâm đã có dư lực để theo dõi chẳng thấy cô diệp thiền sư vừa ra chiêu lão hòa thượng phải né tránh đổ biết công lực của khô diệp thiền sư đã cao thâm đến độ thần sầu quỷ khốc khô diệp thiền sư phóng một trận đoạt được thế chủ động rụt tay mặt về tay trái biến thành lưỡi đao nhắm chém vào vai bên tả đối phương chiêu thức này là kim sĩ đơn triển thông thường nhưng khô diệp thiền sư đánh tới cũng làm cho lão hòa thượng kinh hãi phải xoay mình đi lùi lại nửa bước khô diệp thiền sư lộ vẻ kinh dị mà lão tăng cũng lộ vẻ khẩn trương đỗ thiên lâm đâm ra hồ đồ nhưng chàng liền nhớ lại lời sư phụ thì đây là chỗ đáng sợ nhất của khô diệp bất cứ công phu gì của lão cũng thần kỳ ở chỗ biến thành khô mộc lúc giao thổ lao ra toàn chiêu giản dị thông thường nhưng chiêu thế tuyệt diệu phát huy uy lực không ai nghĩ tới hồi thứ hai mươi gặp mỹ nhân hào kiệt ngẩn ngơ ngày trước sư phụ chàng cũng mất tiên cơ trong trường hợp này vì ban đầu chưa nhìn ra chỗ ảo diệu sau khi trao đổi đến năm chục chiêu mới dần dần gỡ lại được nay vị não tăng kia tuy mất tiên cơ ngay chiêu đầu nhưng đã nhận ra chiêu thức lợi hại chiêu thứ hai não đắt thoái chứ không tiến coi bề ngoài có vẻ kém thế mà thực ra giữ được rất an toàn. Vậy công lực của lão hòa thượng đã đến trình độ đối phương khó nỗi thừa cơ. Khô Diệp Thiền Sư không ngờ chiêu kim sĩ đơn triển đánh đến nơi đã xoay lại biến thành thức trầm quyền. Đỗ Thiên Âm trong lòng đã sẵn quan niệm, chẳng nhận ngay ra đây là trầm quyền thông thường, đã phong tỏa ba đường xoay chuyển của đối phương, đồng thời có thể nhả ngợi lực đả thương người bất cứ lúc nào. Chàng phát hiện điểm này trong đầu óc lóe lên một tia sáng. Ngày thường chàng thấy đạo lý về võ công càng nghĩ càng phức tạp. Nghĩ chân khí vận chuyển càng kém phần linh hoạt. Nay khô diệp thiền sư dùng đơn quyển một cách giản dị mà bao quát đủ uy lực cùng sát thủ để giải quyết mọi vấn đề. Việc này được lợi cho chàng không ít. Nên biết Đỗ Thiên Lâm được trời phố cho thiên bẩm về võ học. Một bậc kỳ tài trăm năm khó kiếm nên động vào thực hành là thông hiểu ngay trầm quyền của khô diệp thiền sư phát ra lão hòa thượng liền cảm thấy ba mặt đều bị khống chế lão co người lại tay trái đặt ngang trước ngực quyền bên phải thu về lại đưa ra ông dung đánh tới chiêu này chính là tiêu chuẩn thiếu lâm trưởng quyền người trong vo lâm ai không hiểu nhưng bậc trưởng bối phái thiêu lâm chưa ra chiêu quyền phong đã giết lên uy thế cực kỳ mãnh liệt đỗ thiên lâm suýt nữa buột miệng reo lên vì môn trường quyền này làm cho toàn bộ cuộc công kích của đối phương tiêu tan hết Khô Diệp Thiền Sư thấy nội lực của đối phương xô tới thu quyền lại. Khô Diệp Thiền Sư đột nhiên phát quyền chiếm được thế chủ động. Nhưng chỉ trong ba chiêu đã bị một chiêu quyền thuật thông thường đoạt lại tiên cơ. Là một điều lão không ngờ tới. Lão lùi lại một bước sắc mặt vừa kinh hãi vừa sửng sốt. Lão hòa thượng cũng thu quyền về không thở cơ truy kích. Lão nhìn Khô Diệp Thiền Sư bằng cặp mắt lạnh lùng nói. Lão tăng Thượng nghe phái hồng y ở Tây Tạng có môn công phu làm cho cây cỏ trong tuyệt cốc lớn lên hay khô héo rồi đưa vào võ học dùng đạo lý nông cạn để khống chế nội lực thâm hậu muốn luyện công phu này trước hết phải học pháp môn vận khí rất phức tạp mất mười năm nhiều người không đủ tư cách bị tẩu hỏa nhập ma sau mười năm mới truyền thủ pháp môn rất tầm thường càng ngày càng giản dị khi đạt đến trình độ tối cao biến vật mục nát thành thần kỳ tuy ra tay rất tầm thường mà chiêu nào cũng đưa người ta vào đất chết Lão nói tới đây không ngó tới khô diệp thiền sư Sắc mặt thay đổi thế nào lại cởi rộ nói tiếp Hà, hà, hà. Hai mươi năm trước trong võ lâm ở Trung Nguyên Có một nhà sư tuy thành danh bí ẩn Nhưng làm nên mấy việc kinh thiên động địa Một khi công của nhà sư đó kêu bằng khô diệp hồi xuân Bằng hữu võ lâm đương thời truyền tộng là một kỷ nhân Người ta hoài nghi vị lão tăng đó phải trăng thuộc môn phái bên Tây Tạng Vì chẳng có thực tế nào chứng kiến Lão Tăng xin hỏi phải trong lão sư là Khô Diệp Thiền Sư ngày trước. Khô Diệp Thiền Sư vẻ mặt âm trầm không nói nửa lời. Lão Hòa Thượng lại cởi hỏi. Lão Tăng còn nghe nói phải hồng y có công lực chia làm 12 bậc. Mỗi bậc chia nhau đến 10 năm công lực. Vậy trong đời người rèn luyện hết kiếp cũng chẳng tới tuyệt đích. Không hiểu đại sư ở bậc thứ mấy. Lão nói câu này chẳng những nhận định đối phương là Khô Diệp Thiền Sư. Mà còn đoán chắc lão ở hồng y môn bên Tây Tạng khô diệp thiền sư biến sắc gầm lên hỏi đạo huynh nói thế là nghe người ta rồi người ấy là ai lão hòa thượng mặt lạnh như băng đáp dần từng tiếng nhân vật đó người ta kêu bằng cái thế kim đao khô diệp thiền sư ớn lạnh đứng ngẩn người ra đương trưởng lão hòa thượng cơ hồ trong lòng nổi lửa giọng nói rất sắc bén lão nói tiếp cái thế kim đao ban đầu hỏi nghi đại sư có liên quan đến tây tạng đã cho bần ta ngay công lực rất thâm hậu hiếm có ở đời Lão Tăng 20 năm sau tức là bữa nay mới được gặp. Thật là có cơ duyên. Lão Tăng nói rất lịch sự lại tỏ ra hợp tình hợp lý. Nhưng Khô Diệp Thiền Sư tự hồ chưa nghe tiếng lại hỏi. Cái thế kim đao nói với lão như vậy, vậy lão là ai? Lão Hòa Thượng ngỡ mặt nên cởi hỏi. Đại sư quay Lão Tăng có giống Bạch Khổi Long không? Ba chữ Bạch Khổi Long vừa nói ra đối thiên lâm chống ngực đập loạn nên. Vì Bạch Khổi Long chính là danh húy sư phụ của chàng. Chàng nhìn khô diệp đại sư thì bộ mặt khô đét của lão lúc này nổi màu hồng như máu tiến ra từng bước một nghiến răng nói lão biết nhiều quá nhỉ đối thiên lâm giật mình kinh hãi vì khô diệp thiền sư mặt lộ sát khí bao nhiêu nét ốm o tựa hồ trối đi sạch nay đã lột tấm mặt lộ vẻ cổ quái ra chàng coi mà phát kiếp lão hòa thượng lộ vẻ khẩn trương hiện nhưng lão không dám coi thường khô diệp thiền sư từng bước lại trầm giọng nói những chiêu thức quyền cước của đại sư thật là kinh người. Bây giờ Lão Tăng muốn thỉnh giáo đại sư về phương diện nội lực. Lão Hòa Thượng gật đầu không nói. đôi Thiên Lâm chấn động tâm hồn. Chàng biết khô diệp tiền sư sắp thi triển tuyệt thế thần công khô diệp hồi xuân. Sư phụ chàng đề cập tí môn thần công này. Tán dương không ngớt miệng. Chàng hiểu Hòa Thượng ứng phó bằng cách nào. Khô diệp tiền sư đột nhiên co hai chân lại. Hai tay một cao một thấp đánh nhanh tới chiêu thức này phát ra một ngửa một luồng lực đạo uy mãnh phi thường xô đẩy dữ dội cả nhà đại điện tưởng chừng bầu không khí bị xé rách giết lên những tiếng kinh khủng lão hòa thượng gặp lúc nguy cấp từ từ nhắm mắt lại một luồng chân khí sông lên bỗng thấy não dùng tay phải cầm tay hướng ra ngoài như thanh đao tay trái nắm lại thành quyền đẩy mạnh ra trong khoảng thời gian chớp nhoáng này cặp mắt não tròn tre lấp loáng chiếu ánh hàn quang đồng thời miệng não gầm lên một tiếng thôi quyền thẳng thắn đưa ra hai luồng lực đạo đụng nhau lão hòa thượng cực kỳ khẩn trương đột nhiên mặt não đỏ lên tay phải thu về rồi tranh trích đưa ra phía trước ấn vào chỗ không cách ấn này đã không tấn công bên địch lại không tự bảo vệ cho có hiệu nghiệm ngờ đâu nó xoay chuyển thân hình một cách đột ngột hai luồng lực đạo ở không gian tụ hồi chưa tan nhưng uy thế đã giảm bớt lão hòa thượng tiếp tục xoay mình không ngừng lại mỗi vòng lại lấn gần vào địch nhân thêm một bước luồng nội lực khô mọc hồi xuân mãnh liệt vô cùng luồng áp lực tự nhiên giảm đi một phần đến vòng thứ bảy Hai luồng lực đạo đụng độ nhau mấy lần tự tan đi lão hòa thượng cảm thấy áp lực trước ngực được cởi mở lão thở vào một cái nhẹ nhõm lúc này hai nhà sư đứng đối diện cách nhau không đẩy ba bước khô diệp thiền sư lộ vẻ hoang mang vô cùng vô công tử đứng thọn mặt ra đương trường dường như không ngờ xảy ra chuyện thế này Đỗ Thiên Lâm ở đằng sau không biết công lực của Lão Hòa Thượng đến độ xuất thần nhập hóa. Môn khô diệp thần công khét tiếng mấy chục năm ở Trung Nguyên do đích thân khô diệp thiền sư phát ra. Bị Lão dùng đạo lực nội ra đánh tan, đổ biết nội lực của Lão còn cao thâm hơn khô diệp một tầng. Khô diệp thiền sư hai mắt nhìn chằm chặp vào Lão Hòa Thượng, thấy Lão vẫn tỏ vẻ trang nghiêm, cao thâm khôn lượng, khô diệp đại sư thủng thẳng nói. Lão Tăng đi khắp thiên hạ tìm hết cao nhân ít khi gặp được đối thủ bữa nay đại sư khiến lão tăng mở rộng tầm mắt trên đời còn có người chỉ thủ nội lực bền bỉ như vậy lão tăng dám nói dù hôi y lăng cốt ở đây e rằng cũng không hơn được lão tăng rất khâm phục đại sư lão hòa thượng nhẹ vô tiếng thở dài hỏi không hiểu công lực của đại sư vào cấp thứ mấy trong môn phái ở tây tạng khô diệp thiền sư trầm ngâm đáp đại khái vào bậc thứ mười lão hòa thượng động dung như không nói gì nữa khô diệp thiền sư lại nói tiếp đại sư muốn kiếm đỗ thiên lâm chẳng hiểu bữa nay gã có tới không bây giờ đã quá thời hạn khoảng nửa giờ lão tăng xin cáo biệt đi trước một bước rút lời lão chắp tay trở gót đi ra ngoài mặt nộ vẻ bâng khuâng vua công tử ngơ ngác chẳng hiểu nên ở hay nên đi khô diệp thiền sư không chỉ thị cho gã gã chồng ngâm một chút rồi lật đật nhìn lão hòa thượng chắp tay từ biệt chạy theo khô diệp thiền sư lão hòa thượng không nói gì chờ hai người mất thuốc trong hẻm tối từ từ xoay mình vận chân khí ra áo tăng bào đi vào phía trong lão đi quanh nội điện hai vòng rồi tăng ra cước độ chạy nhanh trên đầu bốc lên những tia khói trắng đỗ thiên lâm ngó tới nghĩ thầm chắc khô diệp thần công cực kỳ hàn lãnh nên lão nhân gia nội lực khủng hậu cũng sợ ngấm ngầm tổn thương đến kinh mạch nên bây giờ lão nhân gia phối hợp nội công chính tông của phái tiêu lâm với bộ pháp phách không để quan sát lại kinh mạch lúc này lão hòa thượng đã chạy mấy vòng cất bước thong thả lại trong điện đường công lực của y đã đến bậc thứ 10 ở Tây Tạng, thảo nào ngày trước cái thế kim đao. Đột nhiên lão tăng dừng lại không nói nữa mà chỉ thổng thỉnh bước lui rồi lại bước tới. Đỗ Thiên Lâm chấn động tâm thần vì lão hòa thượng vừa đề cập tới cái thế kim đao. Đầu óc chàng lóe lên một tia sáng chàng tự hỏi. Thanh kim đao kia có mối liên quan tới phái hồng y ở Tây Tạng. Ngày trước người mặc áo bào màu đỏ như máu ruột theo đại ca phải chăng trong vụ này có mối liên quan. Chàng nghĩ tới đây bầu máu nóng sôi lên cơ hồ không nhịn được chẳng muốn lộ diện để hỏi lão hòa thượng cho biết rõ nội tình đỗ thiên lâm còn đang ngần ngừ bỗng thấy lão hòa thượng xoay mình đi ra chàng hơi sửng sốt một chút lại thấy nó quả nhiên đi qua đại điện ra ngoài cửa chùa đỗ thiên lâm vốn là người thận trọng chàng lại chờ khoảng thời gian uống cạn chén trà mới từ sau bức tượng phật đi ra bụng bảo dạ xem chừng bước đầu tiên của tao lúc này là đi về phía tây nam để hành động vì là việc quan hệ đến bản thân đỗ thiên lâm cực kỳ nóng nảy chàng nghĩ tới bao nhiêu việc ở đây đã làm chàng hao tổn cân não và mất nhiều thì giờ rồi chàng không nhịn được cất bước ra khỏi chùa đi về phía tây ngày mùa hạ vào lúc hoàng hôn vầng thái dương đỏ như cháy cầu lửa từ từ lặn về phương tây trong rừng cây vắng nghe tiếng nước chảy dốc rách chim hôm thoi thóp về tổ đỗ thiên lâm thả bước tiến về phía trước vừa và đi vừa thưởng ngoạn cảnh đẹp lộng lẫy trên không lúc bóng tịch dâng sắp ngậm non đoài bất giác lòng chàng nổi lên lòng luyến tiếc cái gì miệng lẩm nhẩm ngâm qua tịch dương vô hạn hảo chỉ thị cận huỳnh hôn bất giác chàng đã đi đến bên khe suối nước trong suốt đáy những viên đá nhô ra rõ một một có thể đếm được đàn cá nhận như bơi lội chàng nghĩ thầm ta được thành thơ như bảy cá kia có phải hay biết bao nhiêu nhưng trời chẳng hiểu lòng người hỡi ơi chàng nghĩ tới đây cởi bỏ cái bọc bên mình ra cúi xuống uống nước suối Nước vừa trong vừa mắt thấm vào gan ruột cảm thấy trong lòng khoan khoái. Bây giờ chàng mới nhớ tới nửa ngày chưa được ăn gì bất giác ruột gan cồn cào. Chàng liền lấy lương khô ra vừa ăn vừa uống nước suối. Thỉnh thoảng chàng bỏ vài hạt cơm xuống nước để bày cá nhào lại rồi tranh cướp nhau rồi chàng mỉm cười. Đỗ Thiên Lâm ăn xong tựa vào gốc cây nghỉ ngơi. Cảm thấy tâm thần phơi phới rồi đi vào giấc ngủ mông lung lúc nào không biết. Đột nhiên một tiếng quát lớn làm chàng giật mình tỉnh giấc. Chàng là người lặng mình ẩn vào trong rừng rậm, ngẩng đầu nhìn về phía trước thì cách đó chừng mười trượng, năm hán tử đang bao quanh một thiếu nữ lối 16 17 tuổi mà tên nào cũng lộ vẻ rất thông hãn. Thiếu nữ xoay lưng về phía Đỗ Thiên Lâm, mớ tóc dài đen náy xoắn xuống mình. Bóng sau lưng cô quay rất nhẹ nhàng, trong lòng họ Đỗ bóng nảy ra cảm giác quen thuộc với người tha thứ này. Đột nhiên người lớn tuổi trong bọn hán tử cất tiếng hỏi: "Cô nương, cô nương có chịu nghe không?" chẳng lẽ năm huynh đệ tại hạ không được cô nể mặt chút nào thiếu nữ dường như chưa nghe tiếng vẫn đứng yên không nhúc nhích tên đứng đầu năm hán tử lại nói cô nương đừng dở thoái rượu thưởng không uống lại đòi uống rượu phạt bọn tại hạ đã khuyên nhủ bằng lời nhé ôn hòa mà cô không nghe thì đừng trách bọn tại hạ phải động võ đỗ thiên lâm ẩn trong rừng nghe người kia nói rõ từng chữ bớt rắc nổi lòng nghĩ hiệp nhảy vọt tới đứng giữa sáu người năm hán tử và thiếu nữ không khỏi sửng sốt vì không ngờ giữa trốn hoang sơn này lại có người đến trước đỗ thiên lâm đảo mắt nhìn quanh khi ngó tới mặt thiếu nữ chàng bỗng ngạc nhiên về chính cô gái đã răng mắc với chàng lần trước ở đại bạch thiếu nữ ngó tới đỗ thiên lâm cũng lộ vẻ bâng khuâng rồi cô mắc cỡ ngoảnh đầu ra chỗ khác bây giờ đỗ thiên lâm mới nhớ tới mình ngó chân chân một thiếu nữ như vậy là thất kính lúc này năm hán tử đã trấn tĩnh tâm thần đều ra chiều giận dữ tên đứng đầu ngó đỗ thiên lâm mấy lần thấy gương mặt lạ hoắc liền thắng giọng một tiếng hỏi phải trang tiểu ca ở gần đây đã lâu rồi Đỗ Thiên Lâm mỉm cười đáp Tài hạ ngẫu nhiên qua đây nghe thấy tiếng người lắc đắc Động tính hiếu kỳ chạy lại coi Hán tử đứng đầu lại ngó chàng mấy lần trầm ngâm chưa nói gì Đỗ Thiên Lâm cố ý mỉm cười hỏi Phải trang tài hạ đã đoán sai Các vị đang thương lượng việc gì chứ không phải chuyện gây gỗ Thiếu nữ nghe chàng nói kỳ diệu quay đầu nhìn lại Thì vừa đúng lúc Đỗ Thiên Lâm đang chú ý nhìn cô Bốn tiêm một quang đụng nhau Đỗ Thiên Lâm tưởng chừng bao nhiêu cái đẹp trong thiên hạ thu vào người cô. Vẻ mặt thanh kỳ đem lại cho người ta cảm giác rất vui tươi không buốt nào tả xiết. Đỗ Thiên Lâm bâng khuâng trong dạ mà không dám nhìn lâu, chẳng đâm ra luống cuống. Thiếu nữ ngó chàng một cái rồi nhìn ra chỗ khác. Đỗ Thiên Lâm đã phát giác thần sắc cô vẫn tự nhiên, rồi bị năm hán tử bao vây cũng không ra chịu giận dữ. Chàng ngấm ngầm tự hỏi. Coi tình trạng này chẳng lẽ thiếu nữ cùng một phe với bọn họ. Chàng nghĩ vậy trong lòng không khỏi bồi hồi Hán từ đứng đầu dặn hắn một tiếng hỏi lại Tiểu ca cố ý nói giỡn trăng Đối Thiên Lâm thấy mặt hắn xa sầm Không nhịn được cởi nhạt hỏi Theo các hạ thì sao Nguyên chàng bản tính không thích gây sở Quen thói lạnh lùng bình thời ít châm trọc ai Không hiểu sao lúc này Giọng nói của chàng lại lộ vẻ châm biếm Chàng hỏi câu này rồi chính lòng mình cũng sợn sổng Nam hán tử dường như không rẻ Đỗ Thiên Lâm có thái độ này đều sửng suốt đưa mắt nhìn nhau. Tiên đứng đầu bản tính thâm trầm, khét đổi giọng nói. Kéo ra tiểu ca đến đây chuyện vì bọn tại hạ. Quý tính đại ca là gì phải chăng cùng một phe với cô nương này? Đỗ Thiên Lâm chớp mắt nghĩ thầm trong bụng. Ta chưa hiểu gì về lai lịch của bọn này. Tạm thời không thể báo tin họ được. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ miệng chẳng đáp tại hạ ngẫu nhiên qua đây còn tin hay không là quyền ở các vị giọng nói chàng rất quyết đoán hán tử đứng đầu ngẫm nghĩ một chút rồi nói nếu vậy tiểu ca từ giang nam đến đây rồi đỗ thiên lâm gật đầu nhưng không đáp người kia lại nói bọn tại hạ đàm phán với cô nương đây vì mục đích muốn hiểu một việc đỗ thiên lâm mỉm cười hỏi thế ư hán tử kia lộ vẻ giận dữ nói tiểu ca tính khí tiểu ca kiêu ngạo lắm đỗ thiên lâm cũng bực mình đáp các hạ nói vậy là ỷ mình bản lĩnh cao cường đã nói là không hối hận các hạ có thủ đoạn gì cứ trổ ra đi cả năm hán tử đều tức giận tên đứng đầu đưa mắt cho đồng bọn rồi lạnh lùng nói tiểu ca đã nói vậy thì dù giữa chúng ta chẳng có chuyện gì cũng không nhẫn nại được nữa vậy tại hạ đánh đắc tội đột nhiên hắn gầm lên một tiếng vung quyền đánh tới quyền phong giết lên veo véo, véo. thoai quyền này không rõ tung tích nhưng luồng nội lực cực kỳ cương mãnh đỗ thiên Lâm lộ vẻ kinh dị lặng mình qua mé hữu tay phải xoay lại hất lên thoi quyền của hán tử còn cách đỗ thiên lâm chừng nửa thước liền bị ngưng trệ lúc này đỗ thiên lâm đứng thẳng người lên cánh tay mặt đẩy ra ngoài hán tử thấy luồng đại lực dường lay non dốc biển ào ạt xô ra biết chống không nổi phải lùi lại ba bước hán tử ngẩn người to lên tiếng thì đột nhiên cảm thấy luồng lực đạo vẫn liên miên đẩy tới hắn vừa mở miệng bỗng thấy trước ngực bị đè ép lợm giọng miệng thổ máu tươi bốn hắn tử kia đều sửng sốt vì đỗ Thiên lâm mới đánh một đòn đã làm cho tên đứng đầu bị trọng thương đủ biết chàng thiếu niên này nội lực cao thâm tuyệt đỉnh bạch y thiếu nữ thoáng động dung nếu không nhìn kỹ thì không thấy cô biến sắc mặt cô đứng ở phía sau đỗ tiên lâm chăm chỗ nhìn chàng hơi lộ vẻ khẩn trương đỗ Thiên lâm từ từ thu trưởng về hắn tử đứng đầu miễn cưỡng đè tụ chân khí nhìn thẳng vào mặt chàng lạnh lùng hỏi quý tính tiểu ca là gì? Đỗ Thiên Lâm lạnh lùng đáp, con người ở chốn hoang dã danh tính có chi đáng kể. Hán tử đứng đầu biết Đỗ Thiên Lâm không chịu nói rõ họ tên, hắn vừa kinh hãi vừa tức giận nhưng không dám nổi nóng. Hắn đã giàu kinh nghiệm sang hồ, đành dẹp nộ khí chỉ nghĩ đến chuyện chạy thoát thân và cách báo cáo thượng ty. Thi. Đỗ Thiên Lâm thấy hắn ngẩn người ra đương trưởng, cũng không biết nói gì. Chàng cho nào vụ này do bạch y thiếu nữ gây nên, bất giác quay lại nhìn cô, thì thấy vẻ mặt cô như cười mà không phải cười. Làn gió nhẹ thổi bay mớ tóc xinh đẹp và tấm áo trắng khiến chàng cảm thấy tựa hồ mình bay bổng lên không. Hán tử đứng đầu đột nhiên chắp tay lạnh lùng hỏi. Câu chuyện bữa nay tại hạ chưa biết cao nhân đã được chỉ giáo xin ghi lòng vĩnh viễn không quên. Chẳng hiểu sau này có dịp tái ngộ nữa chăng. Hắn nói mấy câu này rất hợp tình hợp lý. Đỗ Thiên Lâm gật đầu đáp. Các hạ dạy quá lời. Tại hạ nay đây mai đó non xanh trơ đó nước vẫn chảy xuôi hậu hội còn nhiều hán tử đứng đầu xoay mình nhìn bốn người kia vẫy tay cùng nhau lướt đi nhưng chân lực của hán tử bị chấn động chưa thuần thục lại được hắn cất bước loạn trọng mà phải nghiêng răng chạy mau bốn người theo sau so chỉ trong chớp mắt năm hán tử đã mất hút đỗ thiên lâm thở vào một cái trong bụng không khỏi cười thầm vì mình chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao đã vô cớ đánh người bị thương chàng không muốn nghĩ nhiều nữa quay lại nhìn bạch y cô nương bạch y thiếu nữ thần sắc rất bình tĩnh đỗ thiên lâm muốn lên tiếng nhưng không biết nói gì chỉ đứng thọn mặt ra nhìn cô thiếu nữ dường như đã cảm thấy đỗ thiên lâm chăm chỉ nhìn mình cô cũng lúng túng mất vẻ tự nhiên cô nghiêng đầu phất mái tóc qua bên trái nhìn đỗ thiên lâm cười rồi từ từ cất bước đi về mé bên khe suối đỗ thiên lâm bất giác nhẹ bước theo sau thiếu nữ cất giọng hôn nhu nói năm người kia đi cả rồi đỗ thiên lâm thở vào một cái chàng thấy thiếu nữ cắm đầu đi không biết làm thế nào bất giác cất tiếng hỏi năm người đó có chuyện gì vậy thiếu nữ quay mặt lại ngẩng đầu lên tựa như cười mà không phải cười hỏi lại các hạ không biết ư ừ. đỗ thiên lâm nóng mặt không biết đáp thế nào nụ cười của thiếu nữ càng lộ liễu hơn cô thủng thẳng nói tiếp các hạ ngẫu nhiên qua đây thật chứ đỗ thiên lâm gật đầu đáp tại hạ từ giang nam tới đây muốn đi về phía tây thực sự ngẫu nhiên qua đây thiếu nữ khẽ ồ một tiếng nói Bây giờ bọn năm người đó nhất định cho là tiểu nữ cùng một đường với các hạ. Đỗ Thiên Lâm chậm ngâm hỏi. Cô nương gặp bọn họ trong trường hợp nào? Thiếu nữ đáp. Chính tiểu nữ cũng chẳng hiểu ra làm sao. Năm người họ đi đường thì thiếu nữ liền vượt lên trước đứng lại chờ Họ mới là muốn hỏi thiếu nữ một việc. Đỗ Thiên Lâm gật đầu nói. Vừa rồi họ có đề cập đến chuyện này nhưng cô nương còn biết họ xuất thân ở đâu không? Thiếu nữ dừng lại một chút rồi ngập ngừng đáp. Đại khái họ là người kim xả bang. Té ra bọn họ cũng là người kim giả băng Nhưng không biết tại sao cô này lại biết thế Vâng thưa quý vị và các bạn Trên đây đã kết thúc phần thứ 6 tiểu thuyết Cái thế kim đao của tác giả Thượng Quan Định Nếu các bạn thấy hay Xin hãy vui lòng like, chia sẻ, đăng ký và ủng hộ cho kênh Xin chào tất cả các bạn Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn Trong các clip tiếp theo